Dạo quanh một vòng các siêu thị lớn tại thành phố Vinh, có thể thấy nhu cầu mua sắm của người dân khá cao. Tuy nhiên, bên trong xe đẩy của họ thì chỉ là những loại thực phẩm thiết yếu và số lượng cũng khá khiêm tốn. Bây giờ thời buổi kinh tế khó khăn, đồ ăn, thức uống, thực phẩm thì là mình vẫn phải chú trọng vào cái đấy. Nên là ví dụ như trái cây, sữa, thực phẩm này nọ thì là mình vẫn phải chi tiêu, mình vẫn phải mua. Đó là mình chỉ cắt giảm những cái khoản mà ví dụ như là mỹ phẩm bớt hạn chế đi này, rồi là đồ điện gia dụng này, rồi là ví dụ như đồ chơi cho con cái gì mà không cần thiết thì mình cắt giảm. Thường em đi bác sĩ tháng khoảng 4 đến 5 lần, đối với chỗ đấy thì một lần đi chi tiêu của em sẽ đến khoảng 3 triệu. Nhưng mà bây giờ ấy, mỗi lần đi bác sĩ mình sẽ chi tiêu khoảng 5-600 nghìn. Nửa đầu năm nay, khi nền kinh tế chung trong nước gặp khó khăn, dẫn đến việc nhiều người lao động mất việc làm, giảm thu nhập. Và thông thường khi khó khăn, người dân sẽ hạn chế mua các sản phẩm không cần thiết và cân nhắc rất kỹ khi lựa chọn món hàng muốn mua. Thưa quý vị và các bạn, theo khảo sát tại một số siêu thị lớn như là Go, Mega Market hay là Lotte Mart, thì ngoài việc người dân cắt giảm chi tiêu trong việc mua sắm các thực phẩm ăn uống hàng ngày, thì lượng khách tìm đến các mặt hàng gia dụng, ở thời trang hay là đồ điện tử tại các siêu thị lớn dường như đã giảm hẳn. Người dân hầu như đã không còn mặn mà khi mua các vật dụng này với tâm lý thắt lưng buộc bụng, cắt giảm chi tiêu không cần thiết. Việc người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu đã tác động không nhỏ đến doanh số của các đơn vị bán lẻ. Và để kích cầu mua sắm, các siêu thị đã lên kế hoạch với doanh nghiệp, lên chiến lược cho những chương trình khuyến mãi tập trung. Ngoài ra còn thường xuyên thay đổi danh mục sản phẩm để phù hợp với nhu cầu của khách hàng, tăng cường chuyển đổi số từ kênh thương mại điện tử, hệ thống tích điểm chung đến thanh toán không dùng tiền mặt, tiền điện tử để mang sản phẩm đến cho người tiêu dùng với mức giá phù hợp và tiết kiệm. Thì bên chị đang có một cái chương trình lớn, đó là chương trình mừng sinh nhật 25 năm. Nó sẽ có một cái giải thưởng khá là hấp dẫn. Đó là ví dụ như giải nhất là mình sẽ có giải thưởng cho khách hàng là một cái xe máy Ablet. Giải nhì thì mình sẽ có một cái tủ lạnh và hàng trăm cái giải thưởng phiếu mua hàng 500 nghìn. Còn về chính sách giá thì mỗi ngày sẽ có 25 sản phẩm và sẽ giảm giá sâu tới khoảng tầm 49-50%. Thì đó là cái chương trình về hiện tại, còn cái chương trình mà lâu dài của Big C thì với những khách hàng mà mua sắm thường xuyên và có thẻ thành viên của Big C thì sẽ giảm giá trực tiếp cho khách hàng ở trên giá bán của sản phẩm luôn. Với việc tung ra nhiều khuyến mãi cũng như tính toán cải thiện mức giá phù hợp với kinh tế của người dân, các siêu thị, nhà phân phối kỳ vọng nửa cuối năm nay sức mua của người dân sẽ bật tăng trở lại, trong khi tình trạng suy thoái kinh tế vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.